美国总统大选战况激烈，过往对政治相对不太热衷的越南民众，这会儿难得有讨论性质。社群网站上甚至有用越南文命名的喜爱川普粉丝团，几乎天天都会涌入上百则越文留言。川普在越南的人气可见一斑。我蛮喜欢政府，因为我觉得他已经所做的动作，都有效果的。Người Việt Nam không quá quan tâm đến vấn đề chính trị, nhưng mà mình lại đọc tin tức rất là nhiều vì Trump khá là nổi tiếng, cũng là một người đàn ông khá là thú vị, cũng đã từng đến Việt Nam rồi nên là mình nghĩ là giới trẻ Việt Nam biết đến Trump nhiều hơn là sẽ thích Trump và ủng hộ Trump nhiều hơn.这个挺川普的粉丝网页，事实上并没有官方认证的蓝勾勾，且背后经营团队不明，但联络电话是越南号码，粉丝团也频繁发文，主要是以越文撰写。除了网络粉专，根据亚太裔投票协会九月发布针对亚裔美国人所做的民调也显示，48%受访的越裔美国人支持川普，明显高于挺拜登的36%。Thực ra là đối với em ấy thì mỗi người ở trong cái chính trị ở bên Mỹ thì nó có một cái gọi là cái tốt riêng ấy à. Bởi vì là Donald Trump thì người ta xuất thân người ta là từ bên về kinh doanh ấy thì người ta sẽ chủ yếu đẩy mạnh kinh doanh của đất nước người ta hơn là để据记者实际访问越南民众，不少人同样表态支持川普，除了因为他来过河内，讲话浅显易懂，帮助越南经济变好等，也是多数人欣赏川普的主因。川普4年前当选总统后，2018年即对中国发动贸易战，促使在中国的外企加速将供应链多元化或出走中国。过程中，不少国际分析报道都认为，越南因此坐收渔翁之利，成为跨国企业的投资热点。中央社记者陈嘉伦河内报道。